Xin chào tất cả quý vị khách hàng của VTV Khuyên Trang Home Shopping. Ngày hôm nay sẽ là một chương trình cực kỳ hấp dẫn mang tên Tổng Xã Hàng. Và trong chương trình lần này, cùng với cái tên đó thì mọi người đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Trong phim trường của chúng tôi đã bày biện rất là nhiều những dòng sản phẩm và đặc biệt dành cho nam giới. Khi mà tất cả quý vị thấy Quang Quý và Minh Trí đồng hành cùng với nhau đó chính là những sản phẩm dành cho nam giới và đến từ thương hiệu rất là quen thuộc trên VTV Khuyên Trang Home Shopping, đó chính là Canaries. Và ngày hôm nay chỉ với 400 bộ sản phẩm thôi quý vị nha, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị tổng xã hàng. Và 400 bộ đó sẽ bao gồm những sản phẩm gì đây hả Minh Trí? Chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 23 món, bao gồm là 20 món sản phẩm chính và 3 món sản phẩm quà tặng đến từ thương hiệu Canary. Đầu tiên đó chính là 10 chiếc quần đùi nam như thế này, với những cái họa tiết màu sắc rất là trẻ trung và nam tính, phù hợp cho nam giới ở nhiều độ tuổi và cân nặng khác nhau, và có thể là nhiều size cỡ khác nhau để quý vị đều có thể là mặc vừa vặn với 10 chiếc quần đùi nam như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ có 10 quần lót nam với kiểu dáng boxer như thế này quý vị và các bạn nha. Chất liệu thun co giãn tấm hút là không bị hầm bí khó chịu, và cũng như là phù hợp cho nhiều cân nặng khác nhau cho nam giới, và màu sắc thì cũng phù hợp cho nam giới ở nhiều độ tuổi khác nhau luôn. Tổng cộng chúng ta có 20 chiếc quần, 10 quần đùi và 10 quần lót nam. Chưa dừng lại, còn tặng thêm là 3 quần lót kiểu dáng bikini nữa. Như vậy là tổng số lượng là mình lên đến là 23 món quý vị nha. Bởi vì đây là chương trình tổng xã hàng lần cuối cùng để có ngay một mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Với mức giá cực kỳ ưu đãi với trọn bộ sản phẩm là 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canary quý vị ạ. Trong chương trình tổng xã hàng ngày hôm nay, mức giá cũ dành cho bộ sản phẩm này đó chính là 798.000 đồng. Ngày hôm nay không chỉ với số lượng lớn đâu nha, chúng tôi còn giảm giá cho tất cả quý vị lên tới là 300.000 đồng. Giá ngày hôm nay chỉ còn 498.000 đồng mà thôi, còn có thêm quà tặng kèm theo nữa, tặng thêm 3 quần lót nam kiểu dáng bikini, trong một bộ sản phẩm lên tới là 23 món quý vị nha. Có nghĩa là chọn một cái bộ sản phẩm ở trong phim trường của chúng tôi đó trưng bày rất là nhiều như thế này, đó là một bộ sản phẩm. Quý vị chỉ cần gửi mức giá đầu tư ngày hôm nay là 498.000 đồng thôi quý vị nha. Nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chương trình thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, cũng như là đặt hàng thông qua website vtvviday.vn. Cách thức nào chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi miễn phí, chi phí vận chuyển trên toàn quốc quý vị nha. Quý vị khách hàng thân mến, thời gian trong chương trình ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội trong chương trình tổng xã hàng trên VTV Huyền Đài Home Shopping để có thể sở hữu ngay trọn một bộ sản phẩm 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries. Với bộ 10 quần đùi nam như thế này, quý vị cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chất liệu vô cùng thoáng mát và dễ chịu, cũng như là họa tiết cực kỳ bắt mắt và ấn tượng như thế này quý vị nha. Trọn một bộ sản phẩm lên đến là 10 quần đùi nam. Chỉ nói là quần đùi nam như vậy thôi, nhưng mà các chị em phụ nữ cũng có thể chia sẻ cùng với cánh mày râu trong gia đình của mình, và chúng ta cũng có thể mặc luyện tập thể dục thể thao. Thương hiệu Canaries là một thương hiệu rất là quen thuộc và được ưa chuộng trên VTV Huyền Đài Home Shopping, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Xá hàng lần cuối chỉ còn 400 bộ mà thôi, cho nên quý vị chúng ta hãy nắm bắt lấy cơ hội lần này quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa là với chất liệu của bộ 10 quần đùi nam đến từ thương hiệu Canaries sẽ hạn chế cái vấn đề là bị nhăn những chiếc quần sau cái quá trình mà chúng ta giặt nè. Chúng ta phơi lên một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng, cho nên quý vị cũng có thể là hoàn toàn an tâm. Và đặc biệt là với các chị em phụ nữ, chúng ta cũng thoải mái hơn trong những lần giặt giũ đúng không nào. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình quý vị nha. Không chỉ là mặc để có thể luyện tập thể dục thể thao, mình cũng có thể mặc ở nhà hay là mặc ngủ cũng rất là thuận tiện quý vị nha. Chất liệu thì vô cùng thoáng mát và dễ chịu. Mức giá trong chương trình lần này, giá cũ 798.000 đồng, chúng tôi giảm ngay cho tất cả quý vị chỉ còn 498.000 đồng mà thôi. Không chỉ với 10 quần đùi nam mà chúng ta còn có thêm là 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries. Với chất liệu là 95% cotton và 5% sợi spandex, giúp nâng đỡ phần dưới cơ thể của mình, mang đến cho nam giới cảm giác cực kỳ dễ chịu, kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Hãy nhanh tay sở hữu ngay trong chương trình lần này quý vị nha, cơ hội không còn nhiều. Bộ 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer của thương hiệu Canary, giá cũ 798.000 đồng, giá xả kho 498.000 đồng mà thôi. Tiết kiệm 300.000 đồng, tặng thêm 3 quần lót bikini. Xả hàng lần cuối chỉ còn 400 bộ, quà tặng chỉ có trong 30 phút phát sóng, hãy nhanh tay đặt hàng. Bộ 10 quần đùi nam cotton và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries, thiết kế phần dáng chuẩn phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau, đường may tỉ mỉ, chắc chắn và độ bền cao, chất liệu thông thoáng hạn chế phai màu, lưng thun co giãn tăng thêm nét quyến rũ cho quý ông, không bị biến dạng sau khi giặt, mang lại sự thoải mái dễ chịu trong từng chuyến động cho người mặc. Bộ 10 quần đùi nam Canary chất liệu poly thoáng mát, không gây hầm bí, hoa văn tươi mát thời trang, hạn chế nhăn sau khi giặt và không gây kích ứng da, an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, bộ 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries, chất liệu thun lạnh mềm mịn, co giãn 4 chiều thoáng khí, màu sắc trung tính dễ dàng kết hợp với mọi trang phục khác nhau, không gây bức bí khi mặc và thấm hút mồ hôi tốt, bảo vệ sức khỏe cho quý ông.
Quý các bạn đang tiếp tục theo dõi chương trình Tổng xã hàng trên kênh Mua Sắm VTV Hình Đạp Shopping. Có thể nói với thương hiệu Canary đã đồng hành cùng với tất cả quý vị cũng như là với Quang Quý và Minh Trí đã quá quen thuộc rồi. Chúng tôi không nhấn mạnh về các chất liệu của sản phẩm, đường chỉ may như thế nào và kiểu dáng là làm sao. Và bởi vì đây là chương trình Tổng xã hàng một lần cuối cùng duy nhất trong một năm và số lượng còn lại trong kho hàng không còn nhiều nữa, cho nên là giúp cho quý và các bạn là chúng ta nắm bắt. Nếu như trước kia chúng ta đã từng mua dòng sản phẩm này rồi và bây giờ cuối năm mình cũng muốn mua mới và mình tận dụng ngay cái chương trình Tổng xã hàng này để mình được giảm đi 300.000 đồng so với mức giá ban đầu nữa quý vị và các bạn nha. Mức giá bây giờ đã rẻ hơn rất là nhiều nhưng mà cái số lượng không thay đổi, cái số lượng rất là lớn tổng xã kho hàng và chúng ta chỉ còn 400 bộ trong kho hàng của VTV Now Shopping mà thôi. Đầu tiên thì chúng ta có thể quan sát là quần lót kiểu dáng boxer, làm mặc làm quần ngủ cũng được, là tập luyện thể thao cũng được luôn. Và chúng ta cảm thấy là những cái màu sắc ví dụ như là xanh đen, màu xám như thế này là phù hợp cho nam giới ở nhiều độ tuổi và nhiều cân nặng khác nhau đều có thể là mặc vừa vặn cùng với cái phần lưng thun co giãn như thế này quý vị và các bạn nha. Sẽ ôm sát cái phần cơ thể của mình luôn và cái chất liệu thun lạnh nó rất là thoáng mát như thế này, không có bị hầm bí và thấm hút mồ hôi cực tốt, dễ dàng mình có thể là giặt phơi và mau, rất là mau khô. Cho nên là nam giới chúng ta sẽ có một lần đặt hàng, chúng ta đầu tiên là có 10 chiếc quần lót kiểu dáng boxer như thế này, linh động thay mỗi ngày một chiếc quần lót, là chúng ta vẫn còn 3 chiếc lận quý vị nha. Và đây là cơ hội để mình chia sẻ cho những nam giới còn lại bên trong chính gia đình của mình để mua sắm tiết kiệm hơn. Và đúng rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào tổng thể bộ sản phẩm là 10 chiếc quần lót kiểu dáng boxer đến từ thương hiệu Canaries thì cái ấn tượng đầu tiên đập mạnh vào mắt của chúng ta đó chính là thiết kế nó rất là đơn giản đúng không ạ? Và cánh mày râu thì luôn luôn ưa chuộng những sản phẩm với kiểu dáng đơn giản và màu sắc cũng đơn giản như thế này. Tuy nhiên thì quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm, chất liệu là thun lạnh cho nên là khi mà chúng ta mặc vào á nó sẽ ôm sát phần cơ thể của mình. Và bên cạnh đó với cánh mày râu khi mà chúng ta sở hữu những chiếc quần boxer thì cái lo ngại đầu tiên đó chính là gì ạ? Đó chính là cái việc là cái ống quần này nè, nhiều khi mà chúng ta mặc những chiếc quần tây hay là những chiếc quần jean và cả quần kaki vào nữa, nếu mà nó bó sát đùi chúng ta một chút á thì khi mà chúng ta kéo quần lên á nó sẽ dễ bị lật, nó sẽ dễ bị lật cái phần cái ống quần lên như thế này nè. Đó, tuy nhiên thì quý vị cũng có thể thấy Quang Quý đang cố gắng để kéo lật lên nhưng mà nó vẫn không được đúng không ạ? Với dòng sản phẩm lần này sẽ hạn chế những vấn đề đó, giúp cho nam giới có thể là mặc những chiếc quần ở bên ngoài như là những chiếc quần jean nè, quần kaki hay là quần tây nữa, cảm giác là thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều, không bị hằn và cũng như là không bị ngấn. Và ngoài ra nữa thì với cái phần lưng thun như thế này, bản cũng khá là nhỏ và không có nhiều những cái chữ viết ở trên đây, mang đến cho nam giới là cảm giác là tinh tế hơn và lịch thiệp hơn rất là nhiều quý vị nha. Độ co giãn cũng rất là tốt, kéo ra như thế này nè, buông lại, vẫn ôm sát phần cơ thể của chúng ta, mang đến cho nam giới là sự nâng đỡ ở phía bên dưới cơ thể, làm cho chúng ta tự tin hơn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và trong chương trình lần này chỉ cần một lần đầu tư mà thôi, đầu tiên là chúng ta đã có ngay là 10 chiếc quần lót kiểu dáng là boxer đến từ thương hiệu Canaries rồi quý vị nha. Và nếu như quý và các bạn đã có 10 chiếc quần lót với kiểu dáng boxer như thế này, chúng ta cũng đang quan tâm tới quần đùi mặc nhà thì chúng ta cũng có thể nhìn lại một lần nữa với bộ sản phẩm này đã bán rất là chạy trên kênh Mua Sắm VTV Nam Shopping và được rất là nhiều quý vị khách hàng chọn lựa với cái chất liệu poly rất là thoáng mát, mỏng nhẹ như thế này và những cái họa tiết vô cùng sặc sỡ và tinh tế, có những cái màu nổi và cũng có những cái màu chìm. Cho nên là nam giới gia đình của mình ở nhiều độ tuổi khác nhau thì chúng ta đều có thể chia sẻ dòng sản phẩm này, những chiếc quần đùi mặc nhà của thương hiệu Canary như thế này quý vị và các bạn nha. Nhiều cân nặng đều có thể là mặc vừa vặn để mình mặc ngủ cảm thấy rất là thoải mái và cái phần lưng thun cũng rất là co giãn để giúp cho mình là an tâm hơn và mình chọn lựa những chiếc quần đùi mặc nhà như thế này quý vị và các bạn nha, đến từ thương hiệu Canary. Một lần mua sắm thì đôi khi trước kia Minh Trí và Quang Quý cũng nhớ là đôi khi mình giới thiệu dòng sản phẩm này thì đôi khi chỉ là 5 quần đùi hoặc là 7 quần đùi. Đúng rồi. Hoặc là 5 quần đùi, 5 quần lót nhớ không? Rồi tặng thêm hoặc là 2-3 quần lót gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay là chương trình tổng xã hàng cho nên là một lần mua sắm là 10 quần đùi, 10 quần lót kiểu dáng boxer đến từ thương hiệu Canary, là cái tổng số lượng lên đến là 20 chiếc quần rồi quý vị và các bạn nha. Cái số lượng này nó giống như là mình bán hàng với giá sỉ cho nên là với chương trình tổng xã hàng này là một cơ hội để mà tất cả quý vị và các bạn và đặc biệt là chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình này cũng là một cơ hội để mình chớp lấy ngay cái thời cơ là mua sắm tiết kiệm những cái dịp cuối năm mà mình vẫn có những cái dòng sản phẩm vô cùng chất lượng được giảm giá lên 300.000 đồng và còn có thêm quà tặng nữa quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, quà tặng ngày hôm nay cũng dành cho nam giới trong gia đình của tất cả chúng ta luôn. Bên cạnh việc là chúng ta có những chiếc quần lót kiểu dáng boxer, bên cạnh là chúng ta có những chiếc quần đùi như thế này, mình còn có thêm 3 món quà tặng kèm theo nữa quý vị nha. 3 món quà tặng kèm theo cũng đang ở bên cạnh Quang Quý đây, đó chính là 3 chiếc quần lót kiểu dáng là bikini cũng đến từ thương hiệu Canary luôn, và cũng màu sắc là màu xám, màu đen như thế này, chúng tôi xin phép được giao hàng ngẫu nhiên. Tuy nhiên thì quý vị cũng có thể là yên tâm, màu sắc nào cũng đều là chất liệu là thun lạnh và co giãn rất là tốt, cũng như là ôm sát phần bên dưới của cơ thể của chúng ta, hạn chế những vết hằn, những sự việc là chúng ta bị hầm bị bí trong suốt cả một ngày dài mình hoạt động đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta
ta sẽ có trọn một bộ sản phẩm lên tới là 23 món trong chương trình tổng xả hàng ngày hôm nay. Không biết là mọi người như thế nào nha, nhưng mà bản thân Quang Quý cảm thấy là nam giới có một điều rất là kỳ lạ. Với những cái bộ trang phục ở phía bên ngoài á, hay là đi ra gặp gỡ mọi người á, thường hay là lựa chọn những màu sắc nó rất là trầm, nó rất là phải nói là rất là sậm. Tuy nhiên khi mà chúng ta ở nhà, đặc biệt là với những chiếc quần đùi chúng ta mặc ở nhà, thì chúng ta lại thích là nó có nhiều họa tiết hơn nè, màu sắc sặc sỡ hơn nè. Đặc biệt đó là những chiếc quần này chúng ta có thể mặc đi biển là rất phù hợp luôn mình Trí. Chắc chắn rồi, với những cái màu sắc, những cái họa tiết như thế này thì chúng ta đều có thể là mặc ở nhà hoặc là mình mặc đi tắm biển ở bên ngoài chẳng hạn, và nó cũng cảm thấy là thoải mái hơn với chất liệu poly, thoáng mát này, mềm và nhẹ hơn, mỏng nhẹ hơn, và cũng như là cảm thấy không có bị hầm bí trong suốt quá trình là mình ngủ, mình có thể là lăn trở như thế này. Và ngay cả sản phẩm quần lót cũng vậy luôn quý vị và các bạn nha, thiết kế vô cùng tinh tế và ôm sát cơ thể của mình luôn. Tuy nhiên là một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất là nhanh rồi, 20 món sản phẩm, không bao giờ chúng ta đi ra bên ngoài mà mình nghĩ mình mua đồ mà đúng mình rồi. Mua một lần một chục cả, bởi vì nó quá nhiều. Nhưng mà bởi vì đây là chương trình tổng xả hàng, lưu ý là chỉ còn 400 bộ, khoảng 400 bộ trong kho hàng của VTV Nam Shopping thôi. Mà nếu mà 400 bộ mà mình chia ra 63 tỉnh thành thì nó không phải là cái số lượng quá nhiều, nó chỉ đúng còn rồi. Ít thôi. Cho nên là chúng tôi đang muốn tạo một cái cơ hội để mà mua sắm tiết kiệm những dịp cuối năm, chốt hàng ngay, giảm luôn 300.000 từ cái mức giá cũ và chỉ còn 498.000 đồng mà thôi. Chưa đến 500.000 đồng, nhưng mà tất cả mọi thứ ở phim trường này đều thuộc về quý vị nha. Đúng rồi đâu quý vị, chưa đến 500.000 đồng đâu quý vị nha. Chọn một bộ sản phẩm lên tới là 23 món, trong đó là có 20 món là sản phẩm chính và 3 món quà tặng kèm theo dành cho tất cả quý vị chỉ có trong chương trình lần này mà thôi. Và mức giá đã giảm ngay là 300.000 đồng cho tất cả mọi người rồi, chỉ còn 498.000 đồng. Và biết đâu được khi mà Quang Quý với Minh Trí nói tới lúc này thì con số 400 nó đã hạ rồi đó Minh Trí. Đúng rồi. Tại vì Quang Quý thấy là chọn bộ sản phẩm lần này rất là hấp dẫn luôn, cho nên tin chắc là từ nãy tới giờ đã có rất là nhiều cuộc gọi liên tục gọi điện thoại về tổng đài của chương trình và đặt hàng rồi. Mà nhiều khi khách hàng không chỉ đặt một bộ đâu, nhiều khi còn đặt hai bộ hay là ba bộ đúng nữa rồi. Để mình có thể là chia sẻ cùng với những thành viên trong gia đình của mình làm những món quà tặng cho những người đàn ông thân yêu. Cho nên đây là một cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chương trình để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị khách hàng thân mến, thời gian trong chương trình ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội trong chương trình tổng xả hàng trên VTV Huỳnh Đài Home Shopping để có thể sở hữu ngay trọn một bộ sản phẩm 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries. Với bộ 10 quần đùi nam như thế này, quý vị cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chất liệu vô cùng thoáng mát và dễ chịu, cũng như là họa tiết cực kỳ bắt mắt và ấn tượng như thế này quý vị nha. Trọn một bộ sản phẩm lên đến là 10 quần đùi nam. Chỉ nói là quần đùi nam như vậy thôi, nhưng mà cái chị em phụ nữ cũng có thể chia sẻ cùng với cánh mày râu trong gia đình của mình. Và chúng ta cũng có thể mặc luyện tập thể dục thể thao. Thương hiệu Canaries là một thương hiệu rất là quen thuộc và được ưa chuộng trên VTV Huyền Đài Home Shopping, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Xá hàng lần cuối chỉ còn 400 bộ mà thôi, cho nên quý vị chúng ta hãy nắm bắt lấy cơ hội lần này quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa là với chất liệu của bộ 10 quần đùi nam đến từ thương hiệu Canaries sẽ hạn chế cái vấn đề là bị nhăn những chiếc quần sau cái quá trình mà chúng ta giặt nè. Chúng ta phơi lên một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng, cho nên quý vị cũng có thể là hoàn toàn an tâm. Và đặc biệt là với các chị em phụ nữ, chúng ta cũng thoải mái hơn trong những lần giặt giũ đúng không nào. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình quý vị nha. Không chỉ là mặc để có thể luyện tập thể dục thể thao, mình cũng có thể mặc ở nhà hay là mặc ngủ cũng rất là thuận tiện quý vị nha. Chất liệu thì vô cùng thoáng mát và dễ chịu. Mức giá trong chương trình lần này giá cũ 798.000 đồng, chúng tôi giảm ngay cho tất cả quý vị chỉ còn 498.000 đồng mà thôi. Không chỉ với 10 quần đùi nam mà chúng ta còn có thêm là 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries với chất liệu là 95% cô tông và 5% sợi spandex, giúp nâng đỡ phần dưới cơ thể của mình, mang đến cho nam giới cảm giác cực kỳ dễ chịu kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Hãy nhanh tay sở hữu ngay trong chương trình lần này quý vị nha, cơ hội không còn nhiều. Bộ 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer của thương hiệu Canary giá cũ 798, giá xả kho tiết kiệm giảm 300.000 chỉ còn 498.000, tặng thêm 3 quần lót bikini xả hàng lần cuối chỉ còn 400 bộ trong kho hàng thôi. Quà tặng chỉ có 30 phút phát sóng, hãy nhanh tay đặt hàng. Bộ 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries, thiết kế form dáng chuẩn phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau, đường may tỉ mỉ chắc chắn và độ bền cao, chất liệu thông thoáng hạn chế phai màu, lưng thun co giãn gia tăng thêm nét quyến rũ cho quý ông, không bị biến dạng sau khi giặt, mang lại sự thoải mái và dễ chịu trong từng chuyến động cho người mặc. Bộ 10 quần đùi nam của thương hiệu Canaries, chất liệu poly thoáng mát không gây hầm bí, hoa văn tươi mát thời trang, hạn chế nhăn sau khi giặt, không gây kích ứng da, an toàn cho người sử dụng. Và với dòng sản phẩm lần này thì quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm với 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries. Chất liệu thun lạnh mềm mịn, co giãn 4 chiều thoáng khí, màu sắc trung tính dễ dàng kết hợp với mọi trang phục khác nhau, không gây bước bí khi mặc và thấm hút mồ hôi tốt, giúp bảo vệ sức khỏe cho quý ông.
Với sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhiều cân nặng khác nhau với 4 kích thước quý vị nha. Quý vị chỉ cần gọi điện thoại lên tổng đài, nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn kích thước phù hợp quý vị nha. Quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Tổng xã hàng trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Và hôm nay chúng ta đang có một cơ hội nhìn lại trong một năm vừa qua, mình muốn mua sắm mới trang phục lót và trang phục mặt nhà dành cho nam giới. Và các quý ông đang băn khoăn là những dịp cuối năm chúng ta rất là bận rộn, ít khi có thời gian đi ra bên ngoài và tranh thủ phải làm hết những cái công việc một năm vừa qua để chào đón năm mới chẳng hạn. Và đây là một cơ hội để ngồi ngay tại nhà, không cần đi đâu xa, và theo dõi chương trình này trên kênh mua sắm VTV Nam Shopping và bắt gặp ngay với thương hiệu Canary, thương hiệu đã đồng hành và rất quen thuộc với nhiều quý vị khách hàng cũng như là rất quen thuộc với Quang Quý và Minh Trí trong suốt những năm vừa qua phát sóng trên VTV Nam Shopping. Thì bao giờ những bộ trang phục lót và trang phục mặt nhà của thương hiệu Canary đều bán rất chạy Quang Quý ha. Đúng rồi đó quý vị, và với những dòng sản phẩm lần này thì chúng tôi cũng nhận được sự phản hồi rất là tốt từ khách hàng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi quyết định mang đến cho tất cả quý vị chương trình Tổng xã hàng. Và Tổng xã hàng là sao ạ? Có nghĩa là chúng tôi gom hết tất cả những cái sản phẩm còn lại trong kho để có thể mang đến cho tất cả quý vị một sự ưu đãi rất là lớn trong chương trình lần này, và duy chỉ có là 400 bộ sản phẩm mà thôi quý vị nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ có ngay là 10 chiếc quần đùi nam với chất liệu là poly rất là thoáng mát và dễ chịu. Bản thân Quang Quý cũng có rất là nhiều những chiếc quần này ở nhà ở Minh Trí. Mà nói vui một chút xíu là khi mà mặc vào cảm thấy rất là dễ chịu, theo kiểu mặc như không mặc vậy đó. Cho nên chúng ta là cảm thấy rất là thoải mái luôn. Bên cạnh đó thì ở bên ngoài á, họa tiết rất là bắt mắt trẻ trung nè. Chúng ta có thể là mặc ngay tại nhà, mặc đi picnic nè, mặc luyện tập thể dục thể thao hay là đi biển cũng cảm giác rất là dễ chịu. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng ta có thể chọn lựa những chiếc quần đùi mặt nhà đến từ thương hiệu Canary với cái phần lưng thun co giãn và những cái họa tiết vô cùng sinh động và phù hợp cho nam giới ở nhiều cân nặng và nhiều độ tuổi khác nhau. Rất là thoải mái để chúng ta có thể có một cái giấc ngủ ngon trong suốt quá trình lăn trở và nhiều điều kiện thời tiết, những ngày nắng nóng chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể là những ngày thời tiết oi bức chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái với chất liệu là quần poly như thế này quý vị và các bạn nha. Và những cái họa tiết đây là những cái điểm nhấn mà rất là nhiều quý vị khách hàng của VTV Shopping, đặc biệt là khách hàng nam giới rất là yêu thích. Và không những là nam giới mà Minh Trí nghĩ rằng là đã từng có chị em phụ nữ khách hàng của VTV Home Shopping đã mua những chiếc quần đùi này mặc luôn. Bởi vì cho cả nam và nữ đều có thể là mặc được cả. Bởi vì đây là những chiếc quần sọt rất là ngắn thôi, chúng ta có thể là mặc quần ngủ ở nhà rất là thoải mái. Ví dụ là những cái tông màu trầm thì nam giới có thể mặc được, hoặc là chị em phụ nữ đang rất thích những cái màu xanh lá hay là màu xanh ngọc hay là xanh biển như thế này thì cũng có thể là mặc nhà rất là thoải mái quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng ta có 10 quần lận, thoải mái chia cho gia đình của mình với nhiều thành viên còn lại đều có thể là mặc vừa vặn. Còn quay lại với các quý ông, nếu như chúng ta đang yêu thích cái kiểu quần lót mà kiểu dáng boxer, và đây là một cơ hội mình có ngay thêm 10 chiếc quần lót boxer luôn với nhiều cân nặng, nhiều độ tuổi, và màu sắc của nó thì phù hợp cho nam giới với những cái màu cơ bản là đen, xám, xanh hay là màu trắng chẳng hạn. Xin phép được giao hàng ngẫu nhiên, tuy nhiên là chúng tôi mang đến cho các bạn một dòng sản phẩm với cái chất liệu của nó mát mẻ, dễ chịu, thấm hút mồ hôi cũng như là ôm sát cái phần cơ thể của mình nên rất là thoải mái quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị, với chất liệu là thun lạnh là khi mà chúng ta mặc vào thì cảm giác á, nó như là một cái lớp da thứ hai của mình vậy đó. Nó sẽ bó sát cơ thể của chúng ta, tuy nhiên là không để lại những vết hằn, những vết ngấn. Độ co giãn của lưng thun rất là tốt quý vị nha. Và ngoài ra nữa thì cái phần là cái phần ống chân á, quý vị cũng có thể là yên tâm, nó sẽ không bị lật lên trong cái quá trình mà chúng ta mặc những chiếc quần hơi ôm, hơi bó một chút xíu, và cũng như là không để lại những cái đường hằn, đường ngấn trên cơ thể của chúng ta. Và quả thật với cái việc là nam giới nè, mặc di chuyển và làm việc trong suốt cả một ngày dài, nếu như mà chúng ta lựa chọn những chiếc quần lót mà không đảm bảo được chất lượng ở Minh Trí thì rất là nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đúng không ạ? Nó sẽ để lại những cái đường hằn nè, cũng như những vết ngấn, và thậm chí là nếu mà chúng ta mặc trong khoảng thời gian quá lâu là nó sẽ có thêm những cái vết bầm hay là tụ máu nữa, nó không tốt cho nam giới chút nào. Cho nên là trang phục lót tiếp xúc trực tiếp với làn da của chúng ta và phần bên dưới cơ thể là làn da nhạy cảm nữa, cho nên là mình cần phải lưu ý lựa chọn những dòng sản phẩm và chất liệu tốt nè, thấm hút mồ hôi tốt nè, cũng như là tránh bị hầm bị bí. Và không dừng lại ở đó, trong chương trình lần này bên cạnh 10 chiếc quần đùi nè, 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị nha. Quà tặng đi kèm đó chính là 3 chiếc quần lót với kiểu dáng bikini như thế này, là chúng ta có thêm 3 quần lót nữa, tổng cộng là 13 chiếc quần lót. Và cũng như là cho dù là quà tặng, tuy nhiên là cái chất liệu vải của nó vẫn không thay đổi so với dòng sản phẩm chính, rất là thoải mái, thoáng mát cũng như là dễ dàng ôm sát cơ thể của mình. Đây là chương trình tổng xã hàng, quý vị lưu ý chúng tôi chỉ còn khoảng 400 đơn kho hàng ở bên 400 bộ sản phẩm bên trong kho hàng thôi. Và rất là nhiều cuộc gọi đang liên tục diễn ra trong khoảng thời gian này phát sóng, bởi vì chỉ còn ít phút nữa thôi là kết thúc chương trình này. Tổng xã hàng một lần duy nhất trong những dịp mua sắm cuối năm có ngay tổng cộng là 23 món, 20 món sản phẩm chính và 3 món sản phẩm quà tặng, 10 quần lót
kiểu dáng boxer và 10 quần đùi nam đến từ thương hiệu Canary. Quà tặng cũng đến từ thương hiệu Canary luôn. Đây là dịp mà để cho tất cả quý vị và khách hàng chúng ta mua bổ sung thêm. Và từ 3 đến 6 tháng thì nam giới chúng ta nên cân nhắc và thay đổi những trang phục lót một lần để có thể là bảo vệ sức khỏe của nam giới, tránh những cái tình trạng ví dụ như là bị sờn cái chất liệu vải nào hay là bị xù lông và bị kích ứng với làn da của mình, và đã thay đổi đi những chiếc quần lót đã bị nhão, bị co giãn và bị biến dạng về cái lưng thun chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên thay đổi ngay với những cái bộ trang phục mới ngày hôm nay quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và đặc biệt hơn nữa là với việc thay đổi mà đúng ngay trong cái dịp mà chúng tôi tổ chức chương trình là tổng xả hàng nữa thì quả thật quá là tuyệt vời đúng không nào. Chỉ cần một lần đầu tư mà thôi thì chúng ta đã có ngay trọn một bộ sản phẩm lên tới là 23 món. Quang Quý tin chắc rằng với bộ sản phẩm như thế này chúng ta chỉ cần sở hữu một lần thôi, mình chia cho những thành viên trong gia đình của mình, cũng giống như là Minh Trí chia sẻ những chiếc quần đùi như thế này, không chỉ là nam giới đâu mà các chị em phụ nữ cũng có thể mặc vào một cách rất là đẹp đúng không nào. Và Quang Quý cũng tin chắc rằng bây giờ nếu mà các chị em đang theo dõi chương trình lần này thì chúng ta cũng đã tia những chiếc quần này rồi, để xem là khi mà mình nhận được bộ sản phẩm này thì mình sẽ lấy ngay, mình sẽ cưỡng đi những chiếc quần nào của ông xã mình, của con trai mình hay là của bố mình, và nhường lại những cái màu sắc trung tính hơn, những màu sắc trầm hơn dành cho những người đàn ông trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Tuy nhiên thì trong bộ sản phẩm này còn có thêm là 10 chiếc quần lót nam kiểu dáng boxer nữa, chất liệu là thun lạnh co giãn rất là tốt nè, thấm hút mồ hôi nè, cho nên quý vị cũng có thể là hoàn toàn an tâm. Đó, chúng tôi là đếm số nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đếm rất là nhiều như vậy để cho mọi người có thể thấy là rõ là số lượng trong chương trình lần này, trong chương trình tổng xả hàng chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Và hồi đầu chương trình Quang Quý với Minh Trí cũng có nói là ngày hôm nay chúng ta chỉ có là 400 bộ sản phẩm thôi đúng không, nhưng mà Quang Quý tin chắc rằng bây giờ không có còn nguyên 400 bộ đâu. Từ nãy tới giờ là theo thông báo của tổng đài thì đã có rất là nhiều người gọi điện thoại đến rồi, và để đặt hàng, đặt một bộ nè, hai bộ hay thậm chí là ba bộ dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta. Và với mức giá ngày hôm nay thì một mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị nha, đã giảm ngay 300.000 đồng cho tất cả quý vị rồi. Mức giá cũ là 798.000 đồng, giá hôm nay chỉ còn 498.000 đồng mà thôi, còn tặng thêm 3 quần lót kiểu dáng bikini nữa quý vị nha. Quà tặng chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này, và số lượng sản phẩm trong cửa hàng không còn nhiều nữa, nên quý vị và các bạn hãy cân nhắc đặt hàng bằng cách là gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Quý vị khách hàng thân mến, thời gian trong chương trình ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội trong chương trình tổng xả hàng trên VTV Hyundai Home Shopping để có thể sở hữu ngay trọn một bộ sản phẩm 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries. Với bộ 10 quần đùi nam như thế này, quý vị cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chất liệu vô cùng thoáng mát và dễ chịu, cũng như là họa tiết cực kỳ bắt mắt và ấn tượng như thế này quý vị nha. Trọn một bộ sản phẩm lên đến là 10 quần đùi nam. Chỉ nói là quần đùi nam như vậy thôi, nhưng mà các chị em phụ nữ cũng có thể chia sẻ cùng với cánh mày râu trong gia đình của mình, và chúng ta cũng có thể mặc luyện tập thể dục thể thao. Thương hiệu Canaries là một thương hiệu rất là quen thuộc và được ưa chuộng trên VTV Hyundai Home Shopping, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Xả hàng lần cuối chỉ còn 400 bộ mà thôi, cho nên quý vị chúng ta hãy nắm bắt lấy cơ hội lần này quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa là với chất liệu của bộ 10 quần đùi nam đến từ thương hiệu Canaries sẽ hạn chế cái vấn đề là bị nhăn những chiếc quần sau cái quá trình mà chúng ta giặt nè. Chúng ta phơi lên một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng, cho nên quý vị cũng có thể là hoàn toàn an tâm. Và đặc biệt là với các chị em phụ nữ, chúng ta cũng thoải mái hơn trong những lần giặt giũ đúng không nào. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình quý vị nha. Không chỉ là mặc để có thể luyện tập thể dục thể thao, mình cũng có thể mặc ở nhà hay là mặc ngủ cũng rất là thuận tiện quý vị nha. Chất liệu thì vô cùng thoáng mát và dễ chịu. Mức giá trong chương trình lần này, giá cũ 798.000 đồng, chúng tôi giảm ngay cho tất cả quý vị chỉ còn 498.000 đồng mà thôi. Không chỉ với 10 quần đùi nam mà chúng ta còn có thêm là 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries, với chất liệu là 95% cô tông và 5% sợi spandex, giúp nâng đỡ phần dưới cơ thể của mình, mang đến cho nam giới cảm giác cực kỳ dễ chịu, kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Hãy nhanh tay sở hữu ngay trong chương trình lần này quý vị nha, cơ hội không còn nhiều. Bộ 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer đến từ thương hiệu Canaries, mức giá cũ 798.000 đồng, ngày hôm nay giá xả kho chỉ còn 498.000 đồng, giảm ngày 300.000 đồng cho quý vị, tặng thêm 3 quần lót kiểu dáng bikini, xả hàng lần cuối chỉ còn 400 bộ mà thôi quý vị nha. Quà tặng chỉ có trong 30 phút phát sóng, hãy nhanh tay đặt hàng ngay. Bộ 10 quần đùi nam và 10 quần lót boxer của thương hiệu Canaries thiết kế form dáng chuẩn, phù hợp với mọi đối tượng, đường may tỉ mỉ, chắc chắn, độ bền cao, chất liệu thông thoáng, hạn chế phai màu, lưng thun co giãn tăng thêm nét quyến rũ cho quý ông, không bị biến dạng sau khi giặt, mang lại sự thoải mái dễ chịu trong từng chuyển động cho người mặc. Và bên cạnh đó, bộ 10 quần đùi nam Canaries chất liệu poly thoáng mát không gây hầm bí, hòa vàng tươi mát thời trang, hạn chế nhăn sau khi giặt và không gây kích ứng da, an toàn cho người sử dụng.
Bộ 10 quần lót boxer của thương hiệu Canary, chất liệu thun lạnh mềm mịn, co giãn 4 chiều, thoáng khí, màu sắc trung tính, dễ dàng kết hợp với mọi trang phục, không gây bức bít khi mặc, thấm hút mồ hôi tốt, bảo vệ sức khỏe cho các quý ông. Với sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhiều cân nặng khác nhau với 4 kích thước quý vị nha. Quý vị chỉ cần gọi điện thoại lên tổng đài, nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn kích thước phù hợp quý vị nha. Tổng xá hàng lần cuối cùng trên kênh mua sắm VTV Now Shopping dành cho các quý ông có một cơ hội mua sắm hấp dẫn với số lượng nhiều đến từ thương hiệu Canary quý vị và các bạn nha. 400 bộ sản phẩm đã dần vơi đi rất là nhiều rồi, chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Tiếp tục giảm cho quý vị và các bạn 300.000 đồng so với mức giá cũ 798, bây giờ chỉ còn 498.000 đồng mà thôi. Chưa đến 500.000 đồng chúng ta có 23 món, trong đó có 20 sản phẩm chính và 3 sản phẩm quà tặng là 3 quần lót bikini đi kèm. Và sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ có ngay những chiếc quần đùi và những chiếc quần lót nam đến từ thương hiệu Canary. Đúng rồi đó quý vị, và bây giờ một lần nữa hãy nhìn lại trọn bộ sản phẩm trong chương trình lần này quý vị nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có ngay đó chính là gì ạ? Những chiếc quần đùi nam với chất liệu là poly cực kỳ thoáng mát và dễ chịu quý vị nha. Hòa vàng tươi mát, thời trang và trẻ trung như thế này, phù hợp cho mọi độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó thì sản phẩm chính của chúng ta còn có thêm là những chiếc quần lót nam kiểu dáng là boxer, màu sắc rất là phù hợp cho nhiều lứa tuổi khác nhau, cũng như là rất là nhiều những kích thước khác nhau cho tất cả quý vị chúng ta có thể lựa chọn một cách cực kỳ dễ dàng. Đó chính là 20 sản phẩm chính rồi. Và trong chương trình lần này, bên cạnh việc là giảm giá 300.000 đồng cho tất cả quý vị, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa quý vị nha. Quà tặng kèm theo đó chính là 3 chiếc quần lót nam kiểu dáng là bikini. Tổng cộng là chúng ta đã có ngay 23 món trong chương trình này rồi. Cho nên là nhanh tay lên sở hữu cùng với chương trình tổng xa hàng quý vị nha. Quý vị các bạn hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này bằng cách là gọi ngay cho tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn. Một cách khác, chúng ta cũng có thể mua sắm qua phần mềm được tải về trong thiết bị điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để chúng tôi giảm cho quý vị và các bạn 300.000 đồng, mức giá chỉ còn là 498.000 đồng mà thôi quý vị và các bạn nha, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Và ngay bây giờ thì hãy nhanh tay để có thể là tận dụng lấy vài giây cuối cùng. Đã đến lúc Quang Quý và Minh Trí phải nói lời chào tạm biệt rồi, chúc cho tất cả mọi người sẽ có một đơn đặt hàng thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Das wird die geilste Nacht des Lebens. Sag, spürst du auch diese Magie? Das wird die geilste Nacht des Lebens. Der reine Wahnsinn führt Regie. Das wird die geilste Nacht des Lebens. Wenn nicht heute.